Vâng. Nói là cái bê tôi cho nên là chủ trương của Đảng. Bây giờ như này nha, mọi người như thế này. Em là BOT Bờ Đậu là chủ trương chính phủ của Đảng. Em là người dân, luật lá em nói thật với anh là em cũng ngu lắm, em chẳng biết gì cả. Thế bây giờ anh cứ nói điều nọ điều kia thì nói thật với anh là anh cứ giải thích cho em là bây giờ em dám cái như thế này thì nó là phản động cái gì hay là vi phạm như nào thì anh báo cáo với lại bà con như này. Tức là chủ trương mà xây dựng trạm BOT đấy là được chính phủ cho phép và nó đã đi vào xây dựng rồi, đúng không ạ? Nhưng chưa thu phí. Thế mà tuy nhiên đấy là chủ trương, đúng không ạ? Chủ trương là cho xây trạm thu phí BOT. Còn về mặt là đây là nếu mà các bà còn mọi người dán cái băng rôn ấy như này là có chữ phản đối, đúng không ạ? Chả phản đối thu phí, đây là mình đang chống lại chủ trương. Không phải chống lại. Cái này là xin lỗi chị nhá. BOT là một doanh nghiệp nhưng nếu không được nhà nước cho phép hoạt động thì không được xây dựng, đúng không ạ? Tại sao BOT này nó chưa vào hoạt động? BOT chưa vào hoạt động thì đây là do chính phủ đến thời điểm này người ta chưa cho. Em trả lời cho chị Hoa như này nhá. Do đường nó không thông sao? Không thông lòng do đường đéo. Không thông lòng dân thì không bao giờ thu được. Mình còn đang cân nhắc do đường nó đều phương án rồi là có nhiều vấn đề Bờ Đậu là đặt sai vị trí, xếp xe bốn, đồng chí không quan tâm đến đấy, tất cả những phương tiện không quan tâm việc BOT là sai vị trí, hoàn toàn không đi đến đường của BOT, sang cái đường từ em nói với các chị này nhá. Mục đích hôm nay của bà con là đi gửi đơn kiến nghị, đúng không ạ? Là đi gửi đơn kiến nghị. Thế mà người dán như thế này là đã vi phạm chính sách. Không được. Anh không chứng minh được lỗi vi phạm thì sao kiểm tra giấy tờ anh chính của lái xe? Nếu muốn kiểm tra giấy tờ thì phải có chuyên đề. Anh cứ cho anh chuyên đề cho lái xe xem bọn em tuân thủ ngay. Còn nếu em đang tham gia giao thông mà dừng xe em lại phải báo được lỗi cho em. Nếu không đọc được lỗi mà kiểm tra hành chính đề nghị cho anh xem chuyên đề. Một lần nữa tôi nhắc lại, chúng tôi đã giải thích luật rồi. Đấy, điều 3 khoản 5 của gì ạ? Chúng tôi đã giải thích luật rồi nhé. Chúng tôi đã giải thích luật rồi. Cái này của tôi không vi phạm gì cả. Tôi cho rằng cái tôi không vi phạm. Cái này tôi phản đối là tôi phản đối là chính, bởi vì tôi thấy rằng BOT đang đặt sai vị trí, thu tiền của người dân nhưng mọi người không đi trên con đường đấy là vô lý. Không được đi mà lại bắt giả tiền. Thế là mất tiền đi mua, người dân mất tiền đi mua. Tôi nói thật là luật tôi chả hiểu cái gì nhiều giống như các anh, thế nhưng tôi chỉ biết là cái BOT này đặt sai vị trí, làm một con đường mà đặt một nơi thu tiền một nơi, đương nhiên là tôi không đưa đến. BOT là sai vị trí thì các chị có quyền gửi đơn, các chị hôm nay mục đích của các chị là gửi đơn năm nay nhưng bây giờ chưa có một câu trả lời. Các đồng chí đang cản trở gây ách tắc, chính các đồng chí đang cản trở. Tôi đã nói với chị rồi, hôm nay mục đích của một người là đi gửi đơn, đúng không ạ? Cái này nó không ảnh hưởng gì cả. Sao lại không ảnh hưởng? Cái này tôi không có chứng nào chống phá cái gì ở đây cả. Anh cứ giải thích cho tôi vô từ cái này có nào chống phá cái gì không? Hoặc là bất cứ một cái gì đây nó phải lỗi. Chính nhà nước gì đấy. Anh cứ để cho bọn em. Con xe tôi là cái gì? Các đồng chí không có được ở đây. Đây cho tôi đi. Nhưng mà chú không biết là phản đối cái gì. Chú phản đối. Đúng rồi, không nói chuyện được chú này. Chú không có cái gì ở đây cả. Không nói chuyện được. Đừng nói không ấy. Không nói chuyện với chú này. Bắt chú hóa trên địa bàn. Vâng, chú đang lưu thông. Chú đừng lưu thông. Bởi vì hôm nay hai là của chú luật. Đi đúng là đường tại sao? Cảnh sát giao thông dừng xe chỉ nói chuyện với cảnh sát giao thông. Chỉ có tôi đây thôi. Bây giờ không đọc được ra lỗi đề nghị để xe tôi đi. Để tôi nói nhá. Đây, chị có nghe tôi nói nào? Cháu xin phép nha, cháu không làm việc với chú. Được rồi. Đây là băng rôn. Phản đối. Chứ phản đối đâu, mới làm thôi. Các chị phản đối mà đưa băng rôn tuyên truyền là vi phạm chính của Bộ Công an. Nhưng mà cái thứ hai là mọi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Thế các chị không hiểu, các chị gửi đơn thư về tỉnh hỏi cả trung ương và tỉnh Bình Dương. Chứ các chị này chúng phản đối. Là tiếp tay không phản đối. Tiếp tay cho phản đối. Tôi không để ý cái xe của anh. Nhưng mà dán băng tuyên truyền trên xe này đại biểu luật pháp. Đấy, đúng ạ. Cảnh sát giao thông bác nào gửi xe của em bao nhiêu đọc lỗi cho em? Tại sao cảnh sát giao thông? Bác gửi xe của em bao nhiêu các bác đọc lỗi cho em? Nếu không đọc lỗi đề nghị cho em đi ngay vào ban đăng con này không phải hưởng hai cái chữ phản đối này tại vì là quyền lợi của người dân không có người dân bắt đầu phải đứng lên để phản đối. Mà tóm lại như thế nào? Tóm lại là bác về dừng xe hay là bác cản xe? Tôi giải thích cái băng này thôi. Bây giờ như thế nào? Bác không nhiệm vụ việc của xe đi đi. Tôi có thể cái băng hóa. Xin chào bạn. Đi đi. Đây là đang cản trở giao thông đấy. Đây chỉ vấn đề là đang cản trở giao thông đấy. Không ai nhau ra còn xe em nói anh lại giao thông dừng xe em không đọc được đúng đã là vi phạm luật. Các anh thực thi pháp luật thì các anh phải làm cho đúng. Chúng tôi vừa giải thích cho các chị đấy rồi, như thế là sai. Chúng tôi vừa giải thích cho các chị đấy rồi. Nhưng mà các chị không nghe. Các chị, tôi nói chưa xong các chị đã đeo nhau và các chị phản ứng rồi. Các chị phải nói người nghe đúng không ạ? Em cứ đề nghị là bác nào đó không dừng xe của em, táo lỗi cho em. Bây giờ này, táo lỗi cho em, đề nghị để cho em đi. Còn văn dân em chú nào nhé, em không hề vi phạm pháp luật, không hề có câu chuyện nào vi phạm. Bác nào mà bảo đây vi phạm luật cho em xin cái biên bản luôn. Xe này. Người ta phản đối luôn đấy không có gì. Ông muốn nói gì vậy? Ông bảo ai là phản đối? Ông bảo ai là phản đối? Ông cả là phản đối mà còn tuổi. Ông cả là phản đối nào? Ai mà phản đối? Ai phản đối mà cái chia này, xe mẹ nó nổ máy với cả ông này nó bảo nó biến ai là phản động? Đây là đối tượng nó bảo đây là phản động. Hoàn toàn đây tôi nói nếu cái biểu ngữ này không hoàn toàn thì bác luận nó sẽ là cái đề nghị khỏe không ai phản động. Ông này là tình cảnh nó lớn. Ông là phá hoại tài sản, ông là phá hoại tài sản. Đúng. Đây, ông là dám đâu, ông dám dập thờ phất điện thoại. Ông này đây, ông này đúng là mình cần phải nói. Chúng ta cần phải nói, không cần cảm ơn. Tóm lại luôn rồi. Thấy công an đâu? Công an sao không vào? Cái công an xong vào đi. Rồi tập trung vào xe đi nha. Chứ mày là phá hoại tài sản của nhân dân. Ông là phản động. Làm sao có quyền là phá hoại tài sản nhân dân? Không có quyền gì cả. Ông kia trà trộn vào, ông kia là phản động. Ông kia phản động, khởi động nhân dân. Bây giờ người ta phản đối ông mà. Anh cứ cho em hỏi đồng chí là không phải đồng chí em. Bây giờ cũng muốn làm việc thì... Tôi nói rằng là anh hợp tác mạnh. Hợp tác mạnh đi chứ. Phản đối đồng chí là anh cho tôi gặp người nào đã dừng xe của tôi. Đấy, bây giờ tôi đi đường, anh bảo đi đường về dừng xe của người dân. Tôi bảo lương người đâu. Còn chị nữa nhá. Anh bảo vệ người dân tôi. Tất cả các anh bảo là... Sáng thì bảo là đi nộp đơn xong là về... người rắn không ở đâu, gia đình nhớ ở đâu. Một cơn thì cứ thế mà đi xuống tỉnh mà một cơn thôi. Tôi không phải đi đâu. Chính xác tôi là dừng xe, nhưng tôi nói chuyện anh như này nhá. Ai dừng xe của tôi, xin ra đây làm việc với tôi. Dừng xe tôi đúng luật tôi chấp hành. Đấy, dừng xe tôi mà không. Mà nếu mà đúng lỗi vẫn cho viết biên bản để cho biên bản xử lý thôi mà. Không phải là không đâu. Không nào dừng xe của tôi ra. Con chả ai bảo là cái băng rôn này nó có tội gì cả. Làm việc ngay nếu mà 15 phút là không phải mà dừng xe tôi. 5 phút 10 phút là không ra làm việc là tôi bắt buộc tôi đi. Cái băng rôn nó chả là cái gì cả. Phản động không phải. Cái điều này tôi bảo cái băng rôn là 5 phút sau là con làm trong này trong luật như các ông mà ông lại không biết được đâu là sai đâu là đúng à. Em thì em ăn là khó đấy. Đấy, tại sao anh dừng rồi? Ông có từ phản động ở đây còn hoàn toàn với tôi này dân lao động. Chúng ta đi phản đối rồi đời khuyên ông nói là phản động, ông ấy là người tiêu cực. Ông là người phản động luôn thì gây rối tao đây. Bắt đây, nó đi chứ không xử lý đi. Vi phạm cái gì cả? Đúng rồi. Anh cứ giải thích cho em câu từ nào trong này em đi phải phản đối là dân đi chơi làm em. Tao không cho tao bảo làm biên bản. Vâng, em mời các bạn làm biên bản của em. Và ghi đúng trình tự cho em là cảnh sát giao thông dừng xe em là không đồng được lỗi. Sau đó là cho an ninh ra bắt thì một cái sau trước em đón trên xe. Quảng cáo của bạn trên xe này thì nó vi phạm. Anh cho rằng là em ấy rằng cái bản thân em thì cho rằng em không vi phạm gì. Xin lỗi anh nhưng em không vi phạm gì. Em không có nhiều thời gian. Đồng chí giao thông nào dừng xe em thì đọc lỗi cho em để em còn đi em kiếm cơm cho con em. Nhà nước có quy định nhưng mà an ninh không có quyền dừng xe em. An ninh có quyền dừng xe em tại vì cho em xem chuyện này. Tại vì bảo cho em cái sai đâu trong tình biên bản không làm. Tối nay biên bản thì các anh cứ cho em xin biên bản đây. Anh cứ làm cho em cái biên bản là cái dòng chữ này của em nó sai này. Ông nào nói là cái này nó vi phạm pháp luật thì cho biên bản đây. Cho em xin biên bản đây. Còn nếu các ông không cho biên bản thì ai là người bắt con biên bản để hỏi dân đi. Xem cái luật đó cần cái biểu hướng này. Đây là cái ông nào bóc cái này ra thì lập cái biên bản là cái này vi phạm pháp luật. Nếu như người dân sai, người dân chịu trách nhiệm. Còn nếu ông nào mà phát ngôn sai, ông sẽ phát phải chịu trách nhiệm. Cả dân sai thì ông đến đây ra đâu. Ông nào bảo thế này sai rồi em đến đó. Là người đấy phải chịu trách nhiệm cái câu lỗi của chữ này của em vi phạm pháp luật. Đề nghị lập cho em này. Lập biên bản. Đây, lập biên bản đây. Tôi đang muốn làm việc với chị về nội dung đấy. Vâng, em anh làm việc tại đây không phải đi đâu cả. Xe em ở đây em cứ làm việc ở đây thôi. Bà con nhân dân chúng tôi hoàn toàn đi phản đối ông. Em đi vào trong kia biết đâu nó có chuyện gì xảy ra. Ở đây người dân còn được giám sát đúng không ạ? Theo khoản 3 điều 5 luật công chức đúng không ạ? Thế em đi vào kia như anh làm gì em thì sao? Đồng nhiên anh làm gì em thì sao? Bây giờ này. Bây giờ 1 mét vuông. Bây giờ như này nhá, tôi xin phép này. Nếu mà